Vừa vứt túi rác ở ven đường, cô gái ngay lập tức bị hai anh hình sự xuất hiện giắt tay bắt nhặt lại. Câu chuyện vừa xảy ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Theo camera an ninh ghi lại, một cô gái dáng hình thon thả tay xách túi rảo bước trên đường. Cô gái đẹp đến mức nếu gặp trên đường 10 người thì 9,5 người sẽ quay lại nhìn. Mỗi tội là ý thức của cô gái này cần phải xem lại. Cụ thể, khi đến gốc cây cột điện, cô gái nhìn quanh không có ai nên đã liền quẳng luôn chiếc túi trên tay vào góc khuất và nhanh chóng bước đi. Rất nhanh, hành vi xả rác nơi công cộng của cô gái này đã bị phát hiện. Vừa đi được khoảng 20m, hai anh hình sự đã đỗ xe xịch trước mặt. Mỗi anh một bên dắt cô gái về chỗ gốc cây cột điện, sau đó là màn tra hỏi nhanh chóng và chiếc vòng bạc sáng choang tra vào đôi tay nõn nà của cô gái trẻ. Từ câu chuyện này, ghi nhận được những bình luận như sau. Hải Phòng không lòng vòng nhưng mà cái túi này có vẻ hơi nặng, dự là không còn tái phạm được nữa rồi. Lọt chuyến này là được đi du lịch thoải mái rồi chứ. Thương cô gái còn non dại đâu biết được ngày mai.